Theo Keng14.vn cho biết, gần 100.000 tài khoản mạng xã hội, ngân hàng, chứng khoán tại Việt Nam bị lộ. Tội phạm mạng tại Việt Nam đang ngày càng tinh vi và hoạt động với quy mô cũng lớn hơn trước đây rất nhiều. Các tài khoản chứa thông tin cá nhân là một trong những mục tiêu hàng đầu của chúng. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2021, tọa đàm cấp cao lãnh đạo công nghệ thông tin và an toàn thông tin, KeyOffshore 2021 với chủ đề nâng cao năng lực ứng phó thách thức an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới đã được diễn ra. Tọa đàm được tổ chức dưới sự chủ trì, chỉ đạo của Ban Kinh tế Trung ương cùng 3 đơn vị đồng tổ chức là Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Công ty An ninh mạng Viettel và IEC Group theo hình thức trực tuyến. Trong buổi tọa đàm, ông Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Viettel Cyber Security đã chia sẻ về việc trong năm 2021, hệ thống Threat Intelligence đã ghi nhận khoảng 97.000 tài khoản mạng tại Việt Nam bị lộ thuộc nhiều lĩnh vực, từ tài khoản mạng xã hội tới tài khoản ngân hàng, chứng khoán. Thậm chí, có khoảng 2.000 tài khoản bị lộ thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán. Trong đó có tài khoản ngân hàng với số dư 5 tỷ đồng, tài khoản chứng khoán có trị giá 30 tỷ đồng, ông Hải nói thêm. Theo ông Hải, tính từ đầu năm đến nay, hệ thống Threat Intelligence của đơn vị này phát hiện 16 vụ rò rỉ dữ liệu ở quy mô lớn tại Việt Nam, cao gấp đôi so với toàn năm 2020. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận khoảng 3.000 tên miền lừa đảo, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020. Từ cuối năm 2020 đến nay, hệ thống phát hiện hơn 1,4 nghìn tên miền giả mạo toàn bộ các ngân hàng tại Việt Nam, cùng một số ví điện tử, dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia cũng cho biết, kể từ đợt dịch COVID-19 thứ tư, khoảng 4 tháng trở lại đây, xu hướng lừa đảo trực tuyến tăng mạnh. Có tháng, đơn vị này ghi nhận và xử lý hàng nghìn vụ lừa đảo với các hình thức như website giả mạo ngân hàng, sàn thương mại điện tử, cuộc gọi lừa đảo. Căn cứ trên cũng một phần nào đó, hiểu nôm na là tại sao đó, rồi những sự tố cáo diễn ra liên tục, dẫn chứng cụ thể thông tin mà nổi cộm trên mạng hiện nay là sao kê. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất nhé.